Vâng, xin chào các bác, chào mừng bác đã trở lại với trang kiến cổ kỳ xưa. Trước tiên rất cảm ơn bác luôn quan tâm kênh của em suốt thời gian qua. Bác nào mà chưa kênh của em hãy đăng ký kênh màu đỏ góc phải bên dưới video, nút biểu tượng và chuông để mỗi khi lên video hệ thống YouTube sẽ gửi một nhắn rất nhanh xuống thoại của bác vì ngày nào hàng ngày em đều có video. Để tránh mất thời gian thì em sẽ vào phiên ngày nay. Phiên ngày nay em có một cái kính rất đặc biệt nhé. Đấy, đây là phiên bản limited edition của hãng Lamy, Double Lamy, màu vàng của Pháp xưa. Đây là phiên bản cầu to cầu béo, bản to bản béo. Trước tiên thì em sẽ đi tổng quan bên ngoài trước và sau đó đi chiếc bên trong bao gồm cái gì. Đây là cái dòng Double Lamy đòn gánh cầu béo bản béo. Bản này và cầu này thì đa phần ngày xưa cái giới thượng nghị sĩ, doanh nhân, thương gia và số quan chức cán bộ chính phủ của Pháp xưa giai đoạn thập niên 1950 đến 60, 70 là rất hay mua dùng đeo, bởi vì nó khẳng định được cái giá trị đẳng cấp của những cái giới trung tầng lớp trung lưu, những tầng lớp thượng lưu vào những thập niên 50, 60, 70. Đây là Double Lamy cầu béo mà phiên bản là phiên bản limited này, rất là mới mà rất là đẹp, mà khi sưu tầm được cái kính này phải nói là rất là hiếm. Trước tiên thì bao giờ cũng đi tổng quan bên ngoài trước và sau đó thì sẽ đi chi tiết bên trong bao gồm có những cái gì. Bao giờ có phần ngoái cổ, lắc cổ, ngoái đầu, lắc đầu. Để luôn minh chứng rằng đeo kính đối trên mặt không giờ bị nghiêng, xô lệch rơi, giống như lập tưởng của một số bác. Các bác nào ở Hà Nội, gần Hà Nội có địa chỉ nhà em, ngõ 390, đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, số điện thoại là 091. 65 66 826 thì nó cũng là số điện thoại Zalo từ rất lâu rồi. Các bác ở tỉnh ở xa thì hết sức tâm rằng em sẽ gửi bằng phương tiện bưu điện, ô tô, máy bay, tàu hỏa. Cái phương tiện gì mà nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp ví, em sẽ gửi phương tiện đó, thời gian gửi là từ 1 đến 2 ngày, chậm nhất là 3 4 ngày tùy theo thiên tai dịch bệnh bão lũ nhé. Đây là Double Lamy cầu béo phiên bản rất là mới, rất là đẹp nhé. Đó. Vâng, và giá của nó là 9 triệu rưỡi hay gọi là 9.500k. Giá của nó là 9 triệu rưỡi hay gọi là 9.500k. Sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao check bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ, bác yên tâm về giá cả cho sản phẩm. Về hình thức mua bán, bác nào chuyển khoản, bác ship, bác nào chuyển tiền sinh cốt hay gọi là giao hàng thu tiền thì vui lòng đặt cọc 100k, đó là quy định bên em từ xưa nay là thế. Về thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng đến 23 giờ và từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối tất cả ngày trong tuần. Không nghỉ ngày nào kể cả ngày lễ ngày Tết, với điều kiện bác điện thoại trước cho em tránh tình trạng đến lượt xuất quá gửi hàng. Gian đồ cổ xưa và đặc biệt hơn là em đi thẩm định định giá đồ cổ xưa cho tất cả anh em và bạn người thân. Các bác nhấn điện thoại trước đến Minh Kết Bán từ xa tại ngõ 390 đường Trần Chính Đống Đà Nội và lắng nghe thấu hiểu những cái gì bác nói, em tư vấn cố vấn chuyên sâu về đồ cổ xưa cho các bác để những lần sau bác đi mua bán trong nước ngoài nước luôn luôn tự tin chiến thắng. Đó là góc độ quan điểm của bên em từ xưa là thế, với phương châm là vui lòng khách đến hài lòng khách đi và tư vấn cố vấn làm sao chuyên sâu từ xa. Thứ hai là luôn tận tình nhiệt hết mình chỉ đường cũng như là để làm sao các bác yên tâm đảm bảo lúc ra về đấy, chứ không phải nhiều người là và anh không biết đường, không biết đường em sẽ chỉ đường cho nhiệt tình hết mình luôn, kể cả lúc đến lúc đi lúc về bao giờ cũng thế, từ xưa nay rồi, đã duy trì hơn 20 năm nay rồi và số điện thoại cũng trên 20 năm. Và khuyến cáo các bác là mua bán bất kể đồ cổ xưa, quần áo, giày dép hàng hiệu thì nên chọn cái địa chỉ lâu năm có thực uy tín ở Hà Nội với Sài Gòn. Em và một số anh em chơi đồ cổ, bán đồ cổ là 20 năm 30 năm, số điện thoại trên 20 năm, luôn luôn được đảm bảo về mặt pháp văn pháp lý và về mặt pháp nhân pháp lý. Rồi khuyến cáo là muốn bán tại nhà thì có làm sao để nhân vạ được, chứ có rất nhiều đối tượng xấu họ bán qua gian hàng ảo, những cái trang thương mại tử, những cái bán qua app, rồi những trang mạng xã hội không địa chỉ, không số điện thoại, thậm chí là có kể cả có số điện thoại, có đối tượng bán qua những trang mạng xã hội lượng follow 22.000 lượng theo dõi trang và đăng ký kênh, số điện thoại tam quy tứ quý hiền hoi, nhưng mà đối tượng nó sẵn sàng bỏ trang bỏ kênh đấy, mà lượng follow là 22.000, cái lượng trang theo dõi 22.000 người đấy, sẵn sàng bỏ trang chỉ vì cần lợi ích lợi nhuận, rồi là chụp giật được cái món đồ gì, bán lừa đảo ra cái món đồ gì vài triệu thôi, bỏ trang bỏ cả số điện thoại luôn, mặc dù là số điện thoại là tam quy tứ quý. Cho nên là các bác hết sức cảnh giác trong vấn đề đó nhé, hết sức cảnh giác. Ở đây là góc độ chia sẻ quan điểm, không lướt lại đời, không kiêu căng kiêu ngạo, với bản tính của em là hòa đồng và chân tình chân thật chân thành nhất. Những cái kênh của em triển khai hơn 5 năm mà chỉ có 1.900, bởi vì là em làm cách hiếu sạch tự nhiên hương, không thuê đơn vị nào quảng cáo marketing
marketing và sale cả. Trong đó rất nhiều kênh khác là họ chỉ là một năm, năm rưỡi, 2 năm mà đang 10.000, 15, 20.000 đăng ký kênh, và đa phần là thuê đơn vị thứ ba quảng cáo marketing sale. Đấy. Rất cảm ơn các bác đã lắng nghe và thấu hiểu em, cũng như là dành thời gian xem video của em vừa dài vừa thôi. Bác nào chưa kênh của em thì nút đăng ký kênh màu đỏ góc phải bên dưới video, nút biểu tượng quả chuông, để mỗi khi em lên kênh thì hệ thống YouTube sẽ gửi tin nhắn đến số điện thoại bác và báo một tin nhắn mới biết rằng em vừa lên. Vâng, rất cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại phía sau.